đang nghe với cái chất âm của máy lồng tiếng lưới cao tích TD3000 anh em nhá. Và giá của sản phẩm này cũng báo và công khai từ tất cả anh em, đó là 1.850.000 đồng, là bên em sẽ bao ship và sẽ tặng dây giác từ tất cả anh em. Thì có hàng về những chiếc máy lưng tiếng TD3000. Thì hôm nay sẽ test cái chất âm chi tiết của cái máy lưng tiếng này để cho anh em cùng nghe. Và ở đây em đang sử dụng cục đẩy lưới H500, cục đẩy với 500W trồng kênh, giá chỉ 4 triệu đồng anh em nhé. Loa lưới TVK12 với giá 12.500.000 đồng một cặp. Và với máy lưng tiếng này, anh em có thể nâng cấp cho những chiếc âm ly, có thể nâng cấp cho những cái bộ dàn của anh em, nâng cấp cho những cái thiết bị anh em có thể sử dụng với rất nhiều các chức năng của những dòng máy lưng tiếng này. Ví dụ như hỗ trợ cổng USB, Bluetooth, rồi Optical, rồi AUX, đầy đủ luôn anh em nhé. Và nó có thêm một cái chức năng đó là cổng đồng trục ở đây. Anh em sử dụng rất nhiều các dòng TV, Smart TV của Xiaomi, của Chila đi ạ, thì nó không có cái chức năng đó là cổng quang hay cổng AV, mà bắt buộc anh em phải sử dụng đó là cổng đồng trục ở đây. Đây là cái cổng đồng trục coaxial anh em nhá. Đây, đây là cái cổng đồng trục. Và anh em khi sử dụng máy lưng tiếng này, anh em có thể phối ghép với bộ dàn của anh em, sử dụng dây đồng trục để anh em có thể kết nối tín hiệu xuống anh em nhá. Bên em lắp đặt rất nhiều các bộ dàn rồi, cũng gặp rất nhiều anh em sử dụng các TV Xiaomi của Chila đi ạ. Giá nó rẻ, nhiều chức năng, nhiều công nghệ, nhưng mỗi tội cái đầu ra của nó thì không có cái đầu xuất tiếng ra, không có 3.5 hoặc là không có cổng quang. Thì anh em sử dụng cái lưng tiếng nó có đầy đủ các chức năng cho anh em như vậy. Có chức năng thêm Bluetooth đó là 5.0 anh em nhá. 5.0. Rất ok đúng không ạ? Anh em thường hay sử dụng đó là lưng tiếng có Bluetooth 3.0 hoặc 4.0 thì cái độ bắt sóng xa, cái sóng và cái anten nó bắt nó sẽ không được xa bằng cái Bluetooth 5.0 anh em nhé. Với Optical Bluetooth nó sẽ có riêng một cái con IC chip xử lý riêng anh em nhé, xử lý riêng, DAC xử lý riêng cho cái TD3000 này. Anh em cũng có thể phối ghép với các dòng vang, sử dụng các trên các dòng vang cao cấp, vang số để anh em lấy đường nhạc anh em nhé, lấy đường nhạc, lấy cái chế độ giải mã của cái máy lưng tiếng này để anh em có thể nghe thấy được cái chất âm nó sẽ hay hơn nhiều, chất âm nghe sẽ hay hơn nhiều, tí tách hơn. Em sẽ cho to lên, anh em có thể nghe thấy. Hiện tại thì em cũng chưa căn chỉnh gì nhiều anh em nhé. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào tai của anh em. Anh em muốn nghe nhiều bát hay muốn nghe nhiều check thì anh em có thể tăng bát, tăng check lên. Và đây là một trong những dòng máy lưng tiếng rất là cao cấp anh em nhé. Phải gọi là rất là cao cấp và chất âm của nó rất là hay. Các chức năng tinh chỉnh, các phím tinh chỉnh nó cũng như các dòng máy lưng tiếng khác như Loud Mic, Tune, Process và Hi Mic để cho anh em thể lựa chọn. Và X-Over, Bass Gain, cắt tần số của súp và vôn to nhỏ của súp anh em nhé. Đây là công tắc nguồn của nó, anh em có thể nhấn nhả bật tắt rất ok đúng không ạ. Cắt luôn cả tần số từ 50Hz hoặc là 100Hz trở đi, anh em có thể nhấn vào để cắt từ 100Hz trở đi thì cái tiếng bass trên loa của mình ấy, tiếng bass trên loa của mình nó sẽ tròn hơn anh em nhé, nó sẽ tròn hơn. Nhưng anh em muốn nghe nhiều bass thì anh em hãy nhả ra để nó ăn từ 50Hz trở lên, 50Hz trở lên thì tiếng bass nó sẽ lực hơn. Và tiếp theo đó là cái màn hình display, anh em thể nhìn thấy display thì nó có thể chuyển được ấy, anh em thể chuyển ra các giải nháy này hoặc anh em thể chuyển sang logo lưới acoustic anh em nhé. Tùy anh em muốn để cái màn hình nào đẹp, anh em không muốn nó nhảy thì anh em để mỗi cái logo lưới cao gotic thôi, quá đẹp sang trọng đúng không ạ. Đấy, anh em muốn nó nháy thì anh em có thể sử dụng đấy, rất ok đúng không ạ. Và nó có một cái vôn, đây phải gọi là cái vôn âm lượng từng kênh một, nó nháy rất là đẹp đúng không ạ. Anh em nhìn thấy nó nháy rất là đẹp, ở đây nó sẽ nháy theo hình dạng vòng tròn anh em nhé, rất là đẹp đấy. Gain âm lượng này thì nó sẽ cho to nhỏ cho từng kênh một. Ví dụ anh em có sử dụng các dòng đẩy 4 kênh ấy, con này thì tắt được luôn vôn luôn anh em nhé, tắt được luôn vôn luôn. Nhiều con thì nó sẽ không tắt được vôn đâu, nó sẽ có một tiếng nhỏ tí tí, nhỏ chút. Nhưng với dòng này nó có thể cắt được. Và anh em vặn lên thì nó sẽ lên tầm ra bao nhiêu. Thì con này thì anh em cũng chỉ để lên đến tầm vàng thôi anh em nhé, lút vàng 1 hoặc vàng 2 thôi, chứ không lên quá. Quá thì nó sẽ bị quá ngưỡng và nó sẽ hay bị tình trạng đó là vỡ tiếng. Đấy.
anh em để tăng vôn lên, vàng một cái thôi, một màu vàng thôi là rất ok, chất âm là hay, không bị vỡ tiếng. TD 3000 anh em nhá, Digital DSP Mixer. Con này thì em cũng đã có video giới thiệu chi tiết rồi, có cổng Canon, có cổng AV để anh em hỗ trợ cổng ra cổng vào rất là đầy đủ đúng không ạ? Đấy. Anh em có thể nghe lại về cái chất âm của nó một lần nữa. Bát đánh lực đúng không ạ? Chét sáng, rõ ràng, chi tiết, tí tách luôn. Quá ok đúng không ạ? Đây là một trong dòng máy lừng tiếng rất là cao cấp ở đây. Đấy thì ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh xem các video mới nhất anh em nhé. Và lưu ý TD3000 giá 1.850.000 là bên em bao ship tặng cho anh em một cặp Canon để anh em kết nối anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.